Alo, anh Thịnh giao hàng phải không? Dạ đúng rồi anh. Anh ơi, bây giờ nhà em nó hơi nằm ở trong hẻm cục xíu á. Bây giờ anh thông cảm ha. Anh chạy vô giữa hẻm đi, rồi em đi ra đi, rồi hai anh em gặp nhau ở giữa hẻm. Dạ, tại vì em coi em quan sát hẻm là vô không được, chứ không phải là em không muốn vô. Là bây giờ là tóm lại là bây giờ anh không vô phải không? Bây giờ hỏi câu cuối cùng có vô hay không? Dạ là em vô không được, chứ không phải là em từ chối không vô vậy. Chốt nè. Rồi vô không được, trả hàng về shop giùm. Trả hàng về shop giùm. Cảm ơn quý vị đang cùng đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Và hy vọng là trong Một Giờ Hoán Đổi, với những thử thách và hành trình kết nối cũng như những góc nhìn mới lạ, không chỉ từ chuyên gia tâm lý, các khách mời đặc biệt, mà những nhân vật tham gia thử thách cũng có thể hiểu nhau hơn, và đặc biệt là hiểu được những thử thách, những nỗi khổ mà chúng ta đang trải qua trong mỗi nghề nghiệp khác nhau. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Vali ba lô túi sách cao cấp nhãn hàng Sacos đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ hãy cùng gặp lại một người chị rất là dễ thương của Hà Trinh, đó là chị Tonya, tiến sĩ tâm lý của chương trình. Gì vậy em? Em đang chợt nghĩ là không biết hôm nay nghề nghiệp gì. Một cái nghề mà đặc biệt với Liêu Hà Trinh, thưa quý vị. Chị cam đoan với em, một tuần em sẽ tiếp xúc với người này, chị nghĩ tối thiểu là 7 lần. Một tuần 7 ngày đúng không? Một tuần là 7 ngày đúng không? Có phải cái người hay lo lắng cho em đúng không? Và phải là cái người mà gọi điện thoại cho em, anh đến rồi, em ra đi. Thấy có vẻ rành dữ nè quý vị. Dạ, đó là nhân viên giao hàng chứ không phải người yêu em. Dạ, tại sao em cứ bắt máy vậy? Anh lo lắng cho em lắm em biết không? Em đứng đợi em nè, một tiếng anh vẫn đợi. Mưa rồi em xuống ngay đi. Ôi ấm lòng biết bao nhiêu. Và thế là Liêu Hà Trinh nhỏ nhẹ nhắn lại à, dạ nhưng mà xin lỗi, anh là ai? Em đã có hôn phu rồi. Cái anh bên kia trả lời, anh là nhân viên giao hàng. Em đặt ly trà sữa, em đứng em đợi, em bùng hàng anh hay sao? Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ những câu chuyện thú vị như vậy qua chủ đề về nhân viên giao hàng. Xin mời anh Quốc Thịnh, khách mời của chương trình ạ. Xin chào. Trời ơi Thịnh ơi, chị hỏi cái này chị thay mặt hỏi thôi, không có phải ý của chị. Dạ. Có khi nào em giao hàng tới mà một số bạn nữ không muốn lấy hàng mà chị muốn bắt nhốt em lại rồi nuôi luôn không? Hả? Chị muốn bắt nhốt em lại rồi nuôi luôn không? Chị nói cái gì kỳ vậy? Chớ, thấy cưng quá. Người ta hiền lành, nhẹ nhàng, hiền thà, tự nhiên bắt nhốt người ta để người ta đi giao hàng. Chị hỏi thiệt là trong quá trình em làm nhân viên giao hàng em có bị bắt nạt không? Dạ không chị. Chứ nhìn ổng lành quá, ổng hiền quá. Mà cái nghề này, thưa mọi người, mình nghe đồn về cái nghề này, nó nhiều cam go, nó nhiều phàn nàn. Rồi khách hàng họ cũng hay bực bội với cái người giao hàng, và họ làm khó làm dễ mình dữ lắm. Có không em? Dạ có chị, cũng có nhiều trường hợp người ta khó chịu á. Là vừa đặt hàng liền là người ta đã hối mình phải giao sớm rồi. Trong đó có tụi mình đó chị. Dạ không mà, thưa quý vị, em xin hứa một cách rất là nghiêm trang ở đây là em là một cái người đặt hàng rất dễ thương và rất yêu thương. Hôm bữa dạy online với chị đó, xong rồi á em thấy chị vẫn ngồi, chị nói là đợi chị xuống liền, chị vẫn dạy nửa tiếng, chị đợi chị xuống liền. Chị ủy thác cho người chồng đi nhận. Em hiểu rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc nhìn để tìm hiểu thêm là thật sự trong câu chuyện nhận hàng, giao hàng, đối xử với nhau còn có những nỗi niềm nào khác. Xin mời quý vị đến với chuyên mục góc nhìn, nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Cảm ơn quý vị đang cùng đến với chuyên mục đầu tiên là góc nhìn. Chúng ta đang cùng trò chuyện về những câu chuyện của nhân viên giao hàng. Chúng ta gọi thân thương là các anh shipper thân yêu, những người đã nối liền mạch của thành phố, đặc biệt trong những ngày khó khăn chúng ta không di chuyển được. Thì chính các bạn là những người đã giao thuốc men cũng có, giao hàng hóa cũng có, rau củ, lương thực, cho đến những nhu yếu phẩm rất là cần thiết. Nhưng mà các bạn hiếm khi nào nhận được cái sự yêu thương, cảm kích và tử tế như các bạn xứng đáng. Có thấy chạnh lòng không Quốc Thịnh? Dạ nhiều khi cũng buồn chị. Nhưng mà do mình tiếp xúc một ngày với rất là nhiều người nên mình cũng từ từ mình quen. Quen rồi. Em,
cho chị hỏi chính xác lại là từ từ mình quen hay thiệt ra không rảnh để buồn? Dạ không có, tại nhiều khi mình cũng thấy tủi thân lắm. Nhiều khi mình giao tới thì mình nhiệt tình với người ta, mình lịch sự này kia, nhưng mà cái cách người ta chỉ muốn là nhận hàng rồi đi vô thôi, chứ không có cần biết là trước đó mình đã làm những gì. Dạ. Cái trải nghiệm của em là bao nhiêu năm với cái nghề này rồi? Dạ em làm hiện tại là 3 năm mấy rồi chị. Wow, cũng lâu. Vậy thì cái lần mà em phải đợi khách hàng lâu nhất, tính đến thời điểm này là em đã phải đợi bao lâu? Dạ em đợi là khoảng 45 phút hơn, khoảng 1 tiếng. Có 1 lâu tiếng lắm nha. Dạ. Nhưng mà có nhiều trường hợp giống như là người ta nhờ mình đi mua hàng ở ngoài đơn á. Chẳng hạn như là mình lấy ở cái nhà hàng đó xong mình đi thì họ kêu đi dọc đường ghé siêu thị 24 giờ hay là tiệm tạp hóa gì đó mua giùm họ mấy cái món đồ dùng cá nhân này kia. Thì nếu mình mua tới thì họ chỉ nhận rồi đi vô thôi, cũng không có cảm ơn hay gì. Không một lời cảm ơn. Dạ. Dạ. Kiểu giống như là cái đó là trách nhiệm của mình vậy. Dạ. Dạ. Vậy chị hỏi nha, trong những cái trường hợp như vậy có khi nào mà em cảm thấy là biết gì hồi nãy không mua giùm, có vậy không? Hoặc là từ chối người sau, từ đây về sau tôi không mua không cho ai bất cứ cái gì. Dạ không, thực ra thì cũng tùy trường hợp thôi. Nếu như là khách mà nhờ mua giùm, nếu mình thấy cái đó hợp lý thì mình mua. Chẳng hạn như có nhiều cái mà mình thấy nó không có cần thiết, với lại mình cũng đang gấp thì nên em từ chối khéo họ. Chứ thường là em cũng đi mua giùm. Tại mình thấy cũng tiện đường ấy, ta mua không được thì người ta mới nhờ mình. Có nghĩa là không giúp thì thôi, mà giúp rồi thì sẽ cảm thấy đó là một điều mà mình rất là nguyện ý rồi, cho nên mình không có lăng tăng trong bụng nữa. Dạ. Rồi sao mình tốt bụng dữ vậy, dễ thương quá. Vậy Thịnh lại biết rằng đó là trách nhiệm của Thịnh thật. Không phải là vấn đề được trả công để làm chuyện đó nữa, mà là vấn đề mình là người xử lý tốt nhất việc đó trong thời gian này, chứ không phải là những người khác, và mình biết điều đó hơn ai hết. Thế nên ngày hôm nay chúng ta cần một cuộc trò chuyện thẳng thắn với những người tham gia vào chương trình. Họ muốn có những trải nghiệm mà nhân vật có, nhưng có một số người muốn làm rõ, muốn sòng phẳng, muốn được trút những cái hỉ nộ ái ố trong quá trình trải nghiệm những dịch vụ không vui từ những nhân viên giao hàng. Lại một lần nữa, cũng không có điều gì khiến bạn mát lòng khi bạn ngồi ở đây. Bạn có sẵn sàng không? Dạ sẵn sàng. Thế thì cùng với Quốc Thịnh, chúng ta sẽ cùng làm quen với nhân vật trong phần góc nhìn ngày hôm nay để xem bạn ấy là ai nhé. Và xin mời quý vị cùng theo dõi nhân vật của chương trình, bạn Thành Trung. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thành Trung, năm nay mình 28 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình là mình làm nhân viên văn phòng. Thời buổi hiện đại bây giờ thì chúng ta rất là dễ dàng mua bất cứ dòng sản phẩm nào, chúng ta có thể ngồi tại nhà và đặt hàng. Thì có những nhân viên giao hàng đến tận nhà cho chúng ta, nhưng có những nhân viên giao hàng rất là khó chịu, không có nhiệt tình với khách. Thì mình có một cái ví dụ như vậy. Nhà mình thì ở trong hẻm sâu, thì có vài lần mình nhờ nhân viên giao hàng giao tới tận nhà giùm mình, thì mấy anh nhân viên đó tỏ ra cái thái độ rất là khó chịu với khách hàng. Mấy ảnh cứ là từ chối lý do này đến lý do khác. Thì thật sự là mình cũng buồn với những cái nhân viên đó. Thì ngày hôm nay thông qua chương trình 1 giờ hoán đổi, thì mình muốn hoán đổi thành nhân viên giao hàng để xem thử cái cảm giác của nhân viên giao hàng, tại sao lại khó chịu với khách hàng như vậy, để mình có thể là cảm thông nè, để mình có thể thấu hiểu với công việc của nhân viên giao hàng. Dạ, đó chính là bạn Thành Trung. Bạn cũng có một số những cái tâm tư mà khá là phổ biến. Bởi vì không phải bạn nhân viên giao hàng nào cũng hiền lành, dễ thương theo châu A, cũng xí xóa giống như là Quốc Thịnh đây. Cũng sẽ có một số bạn rất là hằn học, thậm chí là đổ lỗi, tại sao cô lại phức tạp như thế, cô không dùng tiền mặt được à, tại sao cô phải chuyển khoản, tôi không thích chuyển khoản, bây giờ cô gọi điện thoại chủ shop đi. Ồ không nha, Trinh nói về những cái tình huống này chị mới nhớ là chị có một cậu bạn. Thực ra cậu đó thì cũng không có ác ý gì đâu, có điều là cậu đó thì hay bật cái gì thì sẽ nói. Đó là nhà bạn đó ở một cái vùng ngoại ô và đường nó rất là khó tìm. Lần nào bạn đấy đặt đồ thì cái người giao hàng cũng đứng ở một ngã tư nào gần đó và gọi rất nhiều cuộc điện thoại để xác định là bây giờ cái món hàng này là phải giao tới cái nhà nào trong cái khu đó. Thì ngày hôm đó là bạn đã quá bực và bạn nó mới thốt lên một cái câu như thế này: giáo viên không được mù chữ thì tại sao shipper lại mù đường? Có nghĩa là với bạn đó đã là shipper thì phải biết chính xác cái chỗ đấy. Nghe thì nó cũng rất là buồn cười, nhưng mà chị nghĩ rằng thực ra nó cũng là một cái nỗi lòng của mình mà, đúng không? Tại vì cái hệ thống giao thông thành phố nó cũng không phải là câu chuyện dễ dàng gì với các bạn.
đa số tụi em đi theo bằng Google Maps. Có nhiều cái chỗ mà như xa, chẳng hạn như là quận 12 này kia, thì cái định vị của nó nhiều khi không có đúng. Bởi vậy nhiều khi em đi tới đó thì cái tên đường nó khác quá, mình phải gọi, mình xác nhận với khách. Rồi có nhiều khi mình gọi nhiều quá, đâm ra khách họ hơi khó chịu. Họ nói chạy làm shipper mà sao không biết đường, hỏi người ta sao người ta biết. Người ta đặt, người ta chỉ biết đặt thôi, chứ nhiều khi người ta cũng không có biết đường xung quanh đây sao. Đó, cho nên mình cũng phải gán đi hỏi mấy người xung quanh á, địa chỉ người ta chỉ cho mình. Sự với lại tâm. Thường thì tụi em cũng có một cái group để nói về shipper á. Tụi em trong đó thì cái đường nào khó thì anh em hay chụp lại chia sẻ lên. Chia sẻ với nhau. Có bạn bán có phường, ông bà dạy cấm sai. Mà em nhiều khi thấy mấy bạn mặc màu áo khác nhau mà chỉ nhau nói chuyện như đúng rồi, vui lắm. Là nhiều hãng khác nhau cũng hòa đồng lắm không? Thì là tài xế nhau thì ra thì cứ trước lạ sao quen thôi. Vậy thì chị muốn hỏi thêm một cái nữa ha. Đó là cái nguy hiểm trong nghề nghiệp của các bạn á. Bây giờ mình bỏ qua yếu tố về con người, của 9 người 10 ý. Thì bây giờ có những cái yếu tố nguy hiểm nào trong nghề của mình mà thực ra là nó đến từ cái hoàn cảnh, nó đến từ một cái lý do nào đó không thuộc về sự khó tính của khách hàng không? Có bị giật điện thoại không? Dạ, giật điện thoại thì cũng có, nhưng mà trường hợp thì em chưa có bị, thì bạn của em có bị rồi. Thì trong trường hợp tụi em cầm điện thoại mà coi đơn, coi nội dung đơn hay là nhắn tin cho khách đó, thì là cũng bị. Dạ đúng rồi. Cái việc mà các bạn nhận tiền lương tháng mỗi tháng này á, nó có xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra không? Cái nghề shipper này á, nếu đúng thì khoảng thời gian trước tầm một năm mấy, hai năm trước thì nó phải gọi là ngon, phải gọi là có thu nhập ổn. Thì thời gian gần đây thì nó cũng nhiều người đăng ký nhiều quá, cho nên cái việc đơn này kia rồi tiền ship nó giảm, đơn thì ít đi, cho nên là chạy không có còn thu nhập ổn như trước. Nếu như mà chạy mà chịu gói ghém lại thì may ra thì một tháng cũng có dư chị. Dạ, còn chuyện mà dư bao nhiêu, có những lợi ích gì mà thôi các bạn vẫn bám trụ với nghề, chúng ta sẽ để dành qua phần tiếp theo của chương trình. Và để biết phần tiếp theo đó là thử thách một giờ hoang đổi sẽ có những điều đặc biệt gì, xin mời quý vị sẽ cùng trở lại với chúng tôi trong ít phút nữa. Cảm ơn quý vị đang cùng trở lại với chương trình Một giờ hoán đổi. Đây là chuyên mục mà Trinh thích nhất, nơi mà khách mời của chúng ta có thể là yêu nghề, hoặc có thể là muốn thử trải nghiệm, hoặc có thể là không ưa gì cái nghề này hết. Họ sẽ được quăng vào một tình huống, một thử thách mà họ cũng không biết là sẽ diễn ra như thế nào. Và họ sẽ học được rất 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 nhiều những kinh nghiệm và bài học qua câu chuyện này để thông cảm cho nhau hơn. Thử thách này mang tên là thử thách 1 giờ hoán đổi. Và thử thách 1 giờ hoán đổi của Nguyễn Thành Trung sẽ phép được bắt đầu. Anh gì á? Chị sửa giùm em hai cái bánh ha, cái em đem qua cho anh ly sữa. Nhớ sữa không đường nha. Biết rồi, uống sữa không đường chứ uống sữa có đường tiểu đường chết. Làm nha, sữa nha. Có duyên nhưng mà chưa có chồng ha. Hả? Thôi về bán đi ha. Chị ố cưng. Trời ơi, nay quán đông quá ta. Quán đông khoe ha. Biết chồng vui lắm. Sao sáng giờ được mấy đơn rồi? Trời sao sáng giờ được có 4-5 đơn. Cực quá chị ơi. Mà em giao xa xa không ạ? Thôi trời ơi, cái nghề nào cũng cực em. Tới rồi. Ủa Tư ơi. Tới rồi. Trời ơi, bà làm cái gì mà con gọi bà sáng giờ bà không bắt máy? Trời đất ơi, thì sáng giờ tôi chạy qua đây tôi lo nè, sao bắt máy được? Thông cảm nha, tại tóc tôi hơi chưa gọi đầu nên tôi mới đợi nón á. Hai đứa. Hả? Vô ăn nước đó cưng. À xin lỗi chị nha, em không uống tại em đi nhanh lắm. Bình thường mình vô quán nước mình tấp vô nhanh nhanh phải mua nước đúng không? Dạ dạ đúng. Gấp đi. Nè. Bữa nay là tôi có cái đơn này mà tôi không có đi giao được. Tôi đưa lại cho ông, nếu mà ông chấp nhận ông nhận ông giúp tôi á thì em đi giao giùm tôi. Mà cái đơn này là ứng trước nhưng mà tiền ship tới 150 lần á. Ê cái vụ này sao thấy căng quá ta? Căng cái gì không phải, tại vì tôi là nhận mối cho cái shop đó. Mà bữa nay shop đông quá, sáng giờ tôi giao không kịp. Mà giờ sắp tới giờ của tôi đi công chuyện rồi, bây giờ tôi mới nhờ ông giao giùm tôi cái đơn này tại tôi nghịch đường. Rồi thôi vậy thôi, bữa nay tôi giao cho bà luôn. Ok. Rồi vậy bây giờ ông ứng cho tôi 320 đi. Cái gì? Cái này ứng trước, tôi ứng cho shop rồi. Ứng hả? Ừ. Nhiều? 320. Tiền ship 150 ông tự đó ông thu người ta. Khoan không biết đủ không? Thôi nếu không được thôi tôi đã đưa khác. Khoan hay để cho đủ không? Phải tẩy đơn này là tôi quý ông tôi mới đưa ông á chứ tôi nhận có mối shop rồi.
đúng không? Nè 200 nè. Rồi. Ủa không, ông lộn 230. Có 230 à? Lộn. Nè hai đứa. Rồi rồi. Nè 30 nữa nè. Rồi ok ok. Rồi đó hết tiền còn có 24. Lát đi thu lại mấy hồi. Rồi vậy nha. Giờ có xuân thời hết rồi giao cho người ta. Mày nhớ nha, giao tranh thủ đúng giờ nha, chứ để mấy công ta hối á. Rồi rồi biết rồi. Rồi chị... nè, tôi đưa hàng đàng hoàng rồi nha. Rồi ok. Rồi chốt nha, chốt nha. Chị ơi. Ờ, tính tiền đó cho em nha. À, tính tiền cho ai? Ờ, tính tiền này nè. Trời đất, con bé nó có duyên dễ sợ luôn á. Từ từ, từ. À, em nghe. Tính luôn được không? Anh hai cái đơn hàng này. Nhỏ chưa, bán được mấy đơn sáng giờ. Em tiếc gì với anh cái ghê nước hả? Sao ghe hoàng bắt máy trời. Alo. Alo, alo, chị ơi, chị có phải tên là chị Mỹ Linh không? Hả? Ủa ai vậy? Dạ dạ, em là nhân viên giao hàng á chị. Mà bữa hổm chị có đặt hình như là 3 bộ đồ ngủ á chị. À, là em là bên nhân viên giao hàng đó hả? À dạ dạ, đúng rồi chị. À, em ơi, dạ, bây dạ. Giờ bây giờ chị không có ở nhà. Chị đang đi đẻ rồi em ơi. Chị đang đi đẻ rồi, không có ở nhà. Để vậy cái gì? À, bây giờ để đẻ xong rồi chị lấy hàng nha em. À, chị thông cảm giùm chị nha. Ủa alo alo. Alo, ngang ngược chị. Bị chưa? Bị cái tình trạng từ chối đơn hàng mà ngang ngược kiểu này luôn chưa? Dạ rồi chị. Bị rồi luôn hả? Trời ơi. Trải nghiệm phong phú quá luôn á thầy. Tại vì chắc là người ta không có đủ tiền mặt hoặc là người ta không có đủ tiền lúc đó. Cái lý do mà người ta từ chối đơn hàng thì thường em thấy nó rơi vào những cái nhóm lý do gì? Người ta nói không có nhà hay là bận gì đó chị. Dạ. Kêu là đang đi công chuyện hay là nói có gì giao lại sao, nhưng mà tới lúc hỏi ra thì người ta cứ trả lời không có đúng cái nội dung mà theo kiểu là từ chối cái đơn đó. Dạ. Có thể lúc hứng lên người ta đặt, nhưng mà sau đó người ta nhìn lại ôi chết rồi, đặt trùng hoặc đặt phí quá thôi, cứ lơ đi tự trả về. Dạ, tự shipper giải quyết đó mà. Kiểu tới lúc mà đặt xong rồi cái cảm thấy không muốn nhận cái món hàng đó nữa nên từ chối khéo. Thôi tôi nghe. Dạ, hôm bữa anh có đặt một lố dao cạo râu á anh. Alo. Ủa tôi có đặt hả? Dạ đúng rồi, mà bây giờ anh có ở nhà không? Đang đi du lịch rồi. Thế thì lúc này trường hợp này mình cũng đâu có mất tiền đâu phải không? Mình chỉ cần báo về với lại cửa hàng là người này từ chối nhận hoặc là nhiều lần gọi không được thì mình sẽ không có bị mất tiền gì cả. Nhưng mà cái mình mất là gì? Mất thời gian, mất công gì. À. Tự nhiên em phải tốn 1-2 ngày em đi giải quyết một chuyện không có kết quả gì hết. Dạ. Ý, mua cao râu, cao cái gì mà mua cái lố như vậy. Thiệt tình. Alo. Alo, nghe ạ. Dạ, phải chị Hiền không chị? À, kiếm chị Hiền có gì không anh? Dạ, em là ở bên nhân viên giao hàng đó chị. À, chị có đặt bên shop em một chai nước hoa đó chị. À, rồi, anh nhân viên giao hàng. Ủa, anh đang đâu vậy? Em đang ngồi ở cái quán cà phê mà xéo nhà chị qua đó. Chị bước qua một cái là thấy em liền rồi chị. Rồi, chị đợi tôi xíu, tôi ra liền. Dạ, cảm ơn chị. Cái này ok nè, cái này được không nè. Không, chắc xuống lấy được nè. Không biết nữa chứ, không lẽ cái sự nghiệp giao hàng của bạn này nè tới như vậy. Nhưng mà bạn vẫn chưa có vẻ nào đúng nè. Vẫn hào hứng lắm, vẫn yêu nghề lắm. Nghĩ rất trường hợp này gỡ ra coi kiểm tra không đúng cái bắt đầu kỳ kèo. Lúc này sẽ liên quan đến món hàng đúng không? Tháo ra đi, tháo ra cho tôi kiểm tra hàng. Kiểm tra hàng rồi. Trời đất ơi, mấy triệu bạc mà không cho tôi tháo ra kiểm tra hàng. Rồi sao tôi biết ở trong này cái gì mà tôi lấy? Đâu phải mấy triệu đâu, có 200 mấy hả? Có 230 hả? 230 cũng là tiền. Lỡ bị Thịnh bị trường hợp này thì Thịnh có e ngại không? Rồi quy định là không có mở ra, sót đi rồi. Dạ cái đó là mình theo quy định của bên công ty thôi, là không có cho họ mở ra kiểm tra. Nhưng mà gặp một người khách rất ngang ngược là không. Đồ tôi nhận, tôi phải biết tôi nhận cái gì, có chưa, có bị trường hợp đó chưa? Dạ có, nhưng mà em có giải thích với khách, với lại nhiều người, người ta hiểu, người ta cũng nhận. Nếu như cái sản phẩm mà không đúng với cái món hàng thì sẽ liên lạc với bên dạ đúng rồi, liên hệ với bên shop. Nên là phải rất là kiên định với tiêu chuẩn nghề nghiệp của mình. Sáng chạy 2 cuốc 80. Nếu mà khui cái này ra 230, mà bả không lấy thì mình lỗ 150.
Ờ hay sao ngu vậy, tự nhiên lỗ 150 ta. Vậy là cái khả năng mở ra xong không nhận hàng cao lắm hả? Không phải là cao gì, nhưng mà nếu có rủi ro gì thì shipper là người chịu. Phải chịu cái cục hàng, cái món hàng đó. Vì quy định của bên kia là kêu không có cho kiểm. Tính hai đường mới đúng chứ. Mà nếu mà bên đây họ mình tự ý cho kiểm thì mình phải chịu trách nhiệm. Dạ đúng rồi. Có rủi ro gì mình chịu. Gì đấy? Ủa? Ủa? Ở ngoài này để là một chai nước hoa. Ủa rồi cái này. Ủa sao là cục xà bông? Trời ơi. Quá trời rồi đó. Lừa đảo. Thấy chưa? Rồi, không mở ra là mình bị lừa rồi. Trời ơi, nghĩ sao cục xà bông vậy 230 ngàn. Không tin luôn á, bán cục xà bông 230 ngàn. Không, chạy cục xà bông này nó thơm như dầu thơm vậy đó. Dạ. Thơm lắm. Dạ thưa. Dầu thơm là lắm. Để người ta xịt xịt. Còn cái cục xà bông này á là để vô trong nhà tắm để rửa tay. Nếu là Thịnh thì Thịnh có lý luận nào để thuyết phục chị này không? Cái này là lỗi của mình. Nếu như là bên kia họ không có cho khui hàng ra kiểm tra, nhưng mà làm vậy là này là cũng là một phần lỗi của mình. Tại vì cái khách này người ta đặt món hàng khác mà lúc khui ra không có đúng sản phẩm của người ta. Người ta từ chối là đúng. Vậy mình không thể có lý luận gì trong trường hợp này. Và chính mình sai ở chỗ là mình đã cho mở ra. Dạ. Lẽ ra họ nên phải tự giải quyết với cửa hàng đúng không? Dạ. À. Đâu là xà bông, đâu là dầu thơm. Trời đất ơi. Chị ơi, bây giờ chị bình tĩnh đi để em gọi cho bạn em lần nữa coi. Cái nãy giờ cứ đổ thừa là bạn không à. Cái này chắc em lừa đảo. Sao đổ thừa được? Lừa đảo. Hello. Cái gì hoài vậy? Ê. Bà nói cái này là dầu thơm hả? Trời ơi, trời, bà biết cái gì không? Cái gì? Cái cục xà bông mà giống như bị chuột gặm vậy đó. Ê, đừng có nói vậy nha. Lúc hồi nãy tôi đưa cho ông á, là tôi nói ông coi kỹ đàng hoàng hết rồi. Bây giờ ông gọi vậy ông phải làm khó tôi không? Ủa, nó nghe này sao ngang ngược vậy? Hồi nãy đưa cái hộp chứ đâu có tháo cái còi đâu. Thì tại ông không chịu coi, tôi cũng đưa đàng hoàng tôi nói nè, đây là đồ đàng hoàng, ông coi kỹ nha. Thì lúc đó tôi gấp tôi đi. Nhưng mà cái chuyện ông coi thì ông phải biết, ông tự coi chứ bây giờ ông nói vậy sao tôi biết? Ai biết? Trời ơi trời. Rồi sao bây giờ 230 đâu, trả lại. Trả lại cái gì, ông lấy rồi, bây giờ ông nói vậy sao được, thôi tôi không có biết đâu. Ông nhận rồi, ông phải trách nhiệm đi chứ, vậy nha. Và mình vi phạm hàng loạt các cái nguyên tắc trong trường hợp này đúng không? Mình ứng tiền trước nè, mình lại cho kiểm hàng trong khi là hàng không được kiểm nè. Thành ra là phải chịu thôi. Thật ra có một số vấn đề khi em nhận hàng, nếu như món hàng đó thiếu hàng hoặc là nó không đúng cái mẫu mã em đặt, hoặc là bị nhầm lẫn về vấn đề đóng gói, em vẫn có thể liên hệ trực tiếp đến đơn vị phân phối là các sàn thương mại điện tử và sẽ có một bộ phận giải quyết lấy lại hàng với điều kiện là được gói lại cũng đàng hoàng, sau đó trả lại và người ta sẽ hoàn tiền cho mình. Chứ không đến nỗi mà bạn nhân viên giao hàng phải đứng ra xử lý như vậy, phải không? Dạ. Nhưng mà vấn đề là bạn vẫn sai. Đó là bạn tự mở ra. Dạ đúng rồi. Bạn sai ngay từ khi bạn ứng tiền cho bạn kia. Dạ. Nếu mà đúng quy trình á là lúc mà mình giao đến khách mà kêu cho kiểm tra, mình nói là hàng không được kiểm tra cho nên là khách thông cảm. Nếu mà khách đồng ý thì khách nhận, còn không thì trả hàng. Chị nhớ rồi, hôm bữa là em có đặt chị cho chờ đúng không? Đúng rồi, trời ơi, em là khách hàng thân thiết của chị mà. Chị nói nghe nè. Sao? Bữa em mới đặt chị chai dầu thơm xong rồi á, thơm quá, bạn em mới nhờ em đặt chai nữa. Mà bây giờ á, sao tự nhiên cái đơn hàng này nè, ai hình như là giả danh shop mình hay sao vậy? Như em nghi nha, nghi vấn trong chuyện này là như có ai đó lừa gạt, giả danh shop của mình, lấy số điện thoại của chị nè mà giờ giao tới cho em cục xà bông á chị. Đúng. Ủa, sao kỳ vậy? Tại vì cái hàng đó làm bên shop của chị, đó là nhân viên giao hàng á, uy tín đàng hoàng lắm. Bây giờ em Ủa bé Hằng hả? Đúng rồi. Không chị ơi, cái này em thấy một con trai. Cái gì? Con trai đi nhau. Rồi bây giờ bình tĩnh đi để chị gọi cho bé Hằng chị kiểm tra nha. Dạ rồi. Rồi. Tôi đã hiểu rồi. Lừa. Đúng rồi. Bởi vậy hồi nãy lúc mà em đòi cho kiểm tra hàng đâu có chịu. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mở ra ở trong không phải hàng của shop, gọi báo công an liền. Lừa đảo nha, từ đây về sau nha, nhớ trừ cái số điện thoại tôi ra nha. Còn bây giờ hàng không có lấy. Tôi không phải tôm hàng mà tại vì hàng không đúng nha. Chị ơi, không phải em, không phải em. Quá trời quá đất rồi. Sao? Thôi vậy nè, nghe tôi hỏi. Ai là người bỏ cục xà bông vô shop hay là bà má nãy? Là ai? Cũng không biết. Nếu mà mình nói tại bạn em á thì không có được. Không có bằng chứng. Đâu có bằng chứng đâu. Nhưng mà mình nói tại shop á cũng không được, tại mình cũng đâu có bằng chứng. Mỗi lần nhận hàng á là phải coi kỹ hàng rồi mới nhận hàng.
những tầm bảy tầm bạ lỡ đây không phải là cục xà bông mà là cục gì, cục này cục nọ rồi sao? Đi tù như chơi không vẫn chơi nghe chưa? Đúng rồi, em phải cẩn thận vô. Ủa rồi sao còn mấy cái thùng hàng này xong đi giao luôn đi. Tại sao? Bơm rồi. Bơm là gì? Bơm gì? Bơm là người ta không nhận đó. À bơm hàng á hả? Trời đất ơi, ai á? Thiệt ác nhân ác đức. Bởi vì đó em nói ác nhân thức đức dễ sợ. Em nói những cái người đó là thế nào bị quả báo. Cái đó là cái gì? Đặt cho sướng miệng. Đất, em nói thiệt với anh nha. Em mà biết được cái người nào ha. Nè chị nói thiệt với em. Ai là cái người bơm hàng của em? Có số điện thoại đúng không? Có. Em lấy số điện thoại ra cho chị. Chị gọi liền ngay tức khắc. Trời ơi, chị có số điện thoại nè, cái bà đi đẻ sáng nè. Trời ơi, có số điện thoại thì gọi liền đi, gọi liền cho chị. Gọi liền. Em chửi cho bà nghỉ đẻ. Chị nói thiệt với em, yên tâm, có chị ở đây thì chị bảo kê hết cho em. Chị đang bực bội mà sao cứ ai mà cứ gọi điện thoại quay. Alo. Cái gì? Alo. Ai vậy? Ai? Tôi là nhân viên giao... Không, tôi là anh của nhân viên giao hàng. Tại sao vậy? Hả? Tại sao cái gì? Ê, tại sao vậy? Mua hàng người ta bơm hàng là sao? Tôi đi đẻ, đẻ ở đâu? Bệnh viện nào? Nó nghe rồi. À. Alo. Ủa, rõ quá ta. Alo. Ủa? Anh gọi cho em hả? Bà đẻ đây hả? Đúng em nè. Cái gì? Hả? Cái gì? Cái số điện thoại của chị á hả? À gọi thì mới lòi ra chính hai vị này là hai cái vị bom hàng nè. Ủa? Thằng nhỏ đó. Trời, nó về tổng điện có tiền đâu. Cái câu lời không bao nhiêu tiền là có thiệt phải không Thịnh? Dạ. Một đơn hàng không có nhiêu tiền. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Có trừ phí gì nữa không? Dạ không chị. Ví dụ tính đơn nó 15.000 nhưng mà chiết khấu cho công ty 10% thì còn 13.500 thì mình sẽ nhận cái tiền đó. Là bao gồm là tiền trong đó là có tiền điện thoại, điện xăng, tiền công của mình luôn. Đó là những hao phí thấy được bằng mắt nha Trinh. Có những cái hao phí không thấy được bằng mắt, ví dụ sức khỏe, độ bền của nghề nghiệp. Kiểu vậy, có những cái bệnh nó không đến từ lúc đó mà sâu ra rồi bụi này nọ đúng không? Xin lỗi cưng nha, cái này chị lấy mai mốt chị không có làm vậy nữa đâu. Mà thì cũng tình ngay lý gian thì các. Quá xin trời lỗi nha. Phan xin lỗi cưng. Dạ, Phan. Còn đơn nữa. Trời đất ơi, làm có mấy đơn mà bị bơm hoài vậy. Gọi luôn. Đang nghe. Bội hoài không biết. Alo. Anh ơi anh, phải anh đặt đồ với em cậu gâu phải không? Ừ, chạy. Khoan, cái gì đây? Alo. Anh là cái người đặt giao cạo râu đúng không? Tôi đặt giao cạo râu mà giờ tôi đang đi du lịch rồi. Ừ, vậy sao đặt của người ta giao cạo râu rồi không có chịu ấy vậy anh? Hả anh? Mới du lịch về, này nhiêu à? Trời đất ơi, thiệt luôn á, ông chửi người ta cho đã, giờ tới ổng. Trời ơi, mốt đừng có làm vậy nữa. Thiệt á, đặt giao cạo râu gì mà đặt sỉ luôn à. 230 cộng thêm 30 ship 260. Được rồi, yên tâm, cái này nhiêu? 260 đúng không? Rồi cái này của chị là nhiêu? Của chị là 280. Rồi yên tâm, đúng rồi, yên tâm. Anh trả hết đi. Anh trả tiền nước luôn ha. Thôi vậy nè, thực sự ra vậy, có những người trên mạng vậy đó, người ta đặt cho sướng cái miệng người ta. Người ta hứng người ta đặt. Rồi sau đó cái người ta suy nghĩ lại người ta không lấy. Người ta thấy chỗ khác rẻ hơn hoặc là chỗ khác hàng nó tốt hơn, người ta không lấy. Nhưng mà cái quan trọng là cái nghề mà giao hàng của chú á, thật sự nó rất khó chứ mà dễ. Đúng rồi anh. Đúng không? Gặp khách đàng hoàng nói. Gặp mà khách ba trợn à. Tôi cũng ba trợn luôn. Rồi cái nhất, cái hai, nhiều khi mình nhận đơn hàng, mình phải coi trong cái đó nó có cái gì. Đúng. Mình giao cái gì để mình giao người ta cho đàng hoàng. Nhiều khi giao ba cái chất cấm bậy bạ là chết mình luôn. Hiểu chưa? Đúng rồi. Nó ảnh hưởng tới tương lai của mình nữa. Nha. Dạ. Còn cái chuyện mà từ nãy giờ cái này nhiêu? Đây là 260 nè. 260 nè. Đây là 208 là 5.4 phải không? Dạ. Thôi bây giờ tôi đưa cái voucher. Có gì qua sửa xe tôi trừ từ được không? Cái gì? Sửa xe trừ tiền. Anh vợ không có vui. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Và đây là phần hành trình kết nối. Trinh nghĩ là ở phần này không chỉ là Trung mà ngay cả Trinh cũng sẽ học hỏi được thật nhiều trong câu chuyện thử thách mà chúng ta đã trải nghiệm. Xin được giới thiệu bạn Nguyễn Thành Trung. Đó, rồi. Xin chào. Mời dạ. Em.
Trinh thấy bạn lanh quá, bạn phản ứng rồi xong rồi hình thể của bạn mọi thứ làm cho Trinh có cảm giác đang xem một tiểu phẩm nhiều hơn là một cái sự ứng biến, không có làm khó được bạn nha. Khi mà em nhận cái nhân vật nhân viên giao hàng này á, thì trước đó là khi mà em đặt hàng á, các bạn giao tới á, thì em đều quan sát các bạn. Là cái cách mà người ta gọi mình như thế nào, rồi người ta giao đến cho mình như thế nào, cách lấy hàng và cách mình tương tác với người ta như thế nào. Cái đó là một cái sự gọi là trân trọng người ta. Em có một cái thắc mắc là như thế này nè, tại sao có những cái chú mà giao hàng lớn tuổi á, thì đa số là những chú đó lại là dễ tính, còn những người trẻ tuổi mà những người đó đôi khi lại khó tính hơn. Trẻ cỡ này không? Thì cỡ anh này. Thịnh. Dạ, cỡ anh Thịnh này. Cỡ luôn đó Thịnh. Rồi sao? Thì lại kỳ quá. Thì ví dụ như có vài lần đi, nhà em thì nằm ở trong hẻm sâu, thì em đặt hàng thì mấy anh đó đứng ở ngoài đầu ngõ, thì em mới gọi là anh ơi, em ở trong hẻm sâu thì bây giờ em đi ra hơi xa, thì anh có thể chạy vô giữa hẻm được không? Thì ảnh tỏ ra một cái thái độ bực bội. Thôi bây giờ tại vì tôi chở hàng nhiều lắm, hẻm này nhỏ quá, tôi chở vô rồi nhiều khi đụng người ta con nít này kia. Bây giờ đi ra lấy đi, còn không lấy thì tôi trả về shop. Có những cái thái độ đó đối với em bức xúc. Ảnh trả lời ảnh. Thường thì như tuổi trẻ như tụi em á, thì có phần giống như là háo thắng với lại cọc tính. Cho nên là nhiều trường hợp thì khách thay đổi địa chỉ, chẳng hạn như là trường hợp của anh á, là do ở cuối hẻm định vị không có vô tới, không có thể bấm định vị như vậy được. Cho nên anh mới đặt đầu hẻm. Thì tới lúc mà tới nơi thì anh mới kêu shipper giao vô trong giùm. Thì do người ta khó chịu vậy. Còn nhiều trường hợp thì mình cũng thông cảm với khách. Có nhiều cái đơn hàng người ta không có thể nào mà đặt đúng cái địa chỉ trên cái Google được. Cho nên người ta sẽ đặt một cái số thay vì gần đặt, đó dạ, dễ nhận diện dạ, hơn. Đúng rồi. Cho chị hỏi một cái đây, chị không có ý là định tẩy trắng cho cái người giao hàng đâu, nhưng mà chị muốn hỏi là thực ra thì có khi nào các bạn ở trong cái tâm thế này không? Đó là giống như em mô tả, ví dụ như là Trung đặt hàng và Trung buộc phải lấy một cái địa chỉ ở đầu hẻm bởi vì nó nhận diện được cái vị trí đó, còn ở trong là nhận diện không có được. Cái khi mà mình tới đầu hẻm, cái mình nhận được cái cuộc gọi là anh ơi, anh đi thêm 500m nữa nha, anh quẹo phải, anh vô hẻm đó, anh đi 500m. Có khi nào các bạn sẽ có một cái cảm giác là giống như mình bị dối lừa vậy đó, hoặc là theo kiểu đặt ở đây để nó giảm cái tiền vận chuyển lại, có khi nào mà các bạn chia sẻ với nhau trong cái nhóm của các bạn để trút cái nỗi lòng đó ra theo kiểu đó không? Thì trường hợp đó thì có chị. Ví dụ như có một cái mã khuyến mãi là dưới 5km thì sẽ được free ship. Thì nhà người ta trên 5km xíu thì người ta đặt đúng ngay cái định vị đó thôi. Rồi tới lúc mình giao tới thì người ta kêu mình chịu khó đi lên xíu. Tại vì nếu mà đặt đúng thì nó sẽ là thành 5 cây mấy 6 cây số thì sẽ tính phí ship của họ. Dạ, cho nên là người ta sẽ đặt như vậy. Dạ, bạn hiểu chưa? Vấn đề không phải là người ta ngại đi vô, mà người ta bị gặp nhiều trường hợp vô một chút xíu thôi, nhưng mà cuối cùng phát hiện một chút xíu đó là nguyên cái phường luôn. Thì trong trường hợp mà giống như là Trung nói là các bạn đó, bạn nói là đồ rất là cồng kềnh mà thực ra vô hẻm không có được, rồi đụng con nít đồ này kia nọ. Nếu như mà cái tình trạng nó thiệt là như vậy luôn, và trong trường hợp đó thì Thịnh sẽ từ chối như thế nào để không tạo ra cái sự cọc và quạo này? Dạ, mình sẽ nói theo cái hướng mong khách thông cảm hơn hay hơn là mình quả nói bỏ. Luôn nè, giờ rap nói nè, rap bây giờ em sẽ trả lời với Trung sau khi Trung bắt đầu. Alo, anh Thịnh giao hàng phải không? Dạ đúng rồi anh. Anh ơi, bây giờ nhà em nó hơi nằm ở trong hẻm cục xíu á, bây giờ anh thông cảm ha, anh chạy vô giữa hẻm đi, rồi em đi ra đi, rồi hai anh em gặp nhau ở giữa hẻm. Dạ, giờ anh thông cảm giùm em là trong hẻm có nhiều xe người ta đậu nhiều quá, với lại không có thể quay đầu được, gặp em chở hàng cồng kềnh nhiều á, cho nên anh thông cảm ra nhận hàng giúp giùm em. Thôi anh ơi, tại vì em đang có mắc công việc ở nhà, thôi bây giờ anh chịu khó đi, anh chạy vô giữa hẻm giùm em đi. Bây giờ em đi bộ ra liền là tới giữa hẻm thôi, không cần phải vô tới sâu trong nhà em đâu, giữa hẻm thôi anh. Dạ, tại vì em coi em quan sát hẻm là vô không được, chứ không phải là em không muốn vô. Nếu mà em vô là sẽ bị đổ hàng, ngã hàng, rồi ảnh hưởng tới cái món hàng mà giao cho anh. Anh thông cảm ra giúp giùm em xíu, hoặc là anh giải quyết xong công việc của anh rồi anh ra nhận giùm em cũng được. Là bây giờ là tóm lại là bây giờ anh không vô phải không? Bây giờ hỏi câu cuối cùng có vô hay không? Dạ là em vô không được chứ không phải là em từ chối không vô vậy. Chốt nè. Rồi vô không được, trả hàng về shop giùm. Trả hàng về shop giùm. Quyết định sao nè? Gửi cái xe đó rồi mình đi bộ vô.
hay là thôi không nhận trả gì sao? Ôi giời, cái xe lỡ bị mất thì sao chị? Thì đó đang bao hỏi mà đi. Đang hỏi mà đó, lúc sao đó thịnh? Là mình chỉ có thể là nhắn tin hỗ trợ thôi, hoặc là đứng chờ, hoặc là nhờ những người ở xóm gần đó để người ta giúp cho mình để mình đi qua được thôi. Cả một cái sự điều đình, nguyên một cái khu phố để món hàng tới được tay của em đó. Khi mà nghe cái điều này á, thấy được thái độ thật sự luôn. Lúc mà mình gọi điện thoại mình không có nhìn mặt, nhưng mình thấy rõ ràng á, là anh Thịnh rất là thiện chí. Đổi ngược lại cái sự khó chịu của mình ngay cái hoàn cảnh đó đó, em đã bớt khó chịu hơn chưa? Nghĩ lại hình dung được toàn cảnh rồi đó. Từ lúc mà em hoán đổi thành nhân viên giao hàng á, thì em tham gia cái tình huống thì lúc đó em mới hiểu được. Khi mà đặt hàng tới ngày mình giao tới á, thì lại nói đi du lịch. Đi đẻ. Lúc đó mình mới hiểu là tại sao mà người ta lại có cái thái độ như vậy đối với mình. Cái sự hòa nhã, thiện chí của bạn để mà bạn sắp xếp được tốt tất cả những cái tình huống khó nhằn trong tình huống vừa rồi là sự nỗ lực của kinh nghiệm và tự nhắn nhủ mình rằng là mình phải làm ráng nhất bài kiểm tra này, ráng nhịn bài kiểm tra thôi, nhịn 5 phút là qua. Nhưng mà thật sự nếu bạn đi giao hàng, thật sự là bạn đấu tranh tới cùng rồi, tới khách hàng của mình luôn. Dạ, riêng em thì em rất thương quý nghề nhân viên giao hàng. Đúng. Tại vì nhờ các bạn trong những cái mùa khó khăn vừa qua mà chúng ta đã được cung cấp, được nuôi dưỡng, được trao đổi rất là nhiều những nhu yếu phẩm cần thiết là điều quan trọng ha. Cũng có rất nhiều bạn nhân viên giao hàng trong cái thời gian mà em hoạt động để mà em kiểm tra xem xung quanh có những người khó khăn hay không á, để mà em gửi những cái phần nhu yếu phẩm như gạo cho những cái hộ xung quanh phường của mình ý, thì có rất nhiều bạn không lấy tiền. Đúng rồi. Các bạn nói thôi đưa đây, tôi thấy có một số hoàn cảnh cô giao cũng không có nghèo lắm đâu, tôi biết có những hoàn cảnh trên đường còn nghèo hơn, để tôi đi tôi phát phụ cho, tôi không lấy tiền. Đừng nói chuyện tiền bạc ở đây, mà nói chuyện rất là sòng phẳng với nhau, rất là thoải mái và cởi mở với nhau. Và có cả những trường hợp nhân viên giao hàng là nữ, khi mà họ gọi cho mình xuống mình lấy á, thì mình thấy hai điều. Điều thứ nhất đó là dù cái đơn hàng đó không phải là của anh Quốc Thịnh, nhưng anh Quốc Thịnh vẫn đứng canh của mình xuống, chưa nói cô có phải là lấy hàng của cái bạn nữ đó không? Bạn nữ đó nãy giờ ngồi đứng ở đó. Nghĩa là họ trông chừng cho nhau. Đúng rồi. Tuy là họ không giao món hàng đó mà họ nghe cuộc điện thoại đó, họ đứng họ canh giùm nữa. Họ rất quan tâm tới cái đơn hàng có được trao hay không, mặc dù là không phải là của họ, nhưng họ mong rằng đồng nghiệp của mình cũng giao thành công để sớm giao cái khác, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà em nhìn qua cái hướng chỉ của ảnh á, thì em thấy cái chị nữ đó đang ngồi bệt dưới đất trong cái khoảng nghỉ rất là mát của khu chung cư, thì là chị đang bày hết tất cả những cái đơn hàng ra. Chị đang coi, chị đếm, và y như là lúc nãy á, Trung cầm cái đơn á, Trinh thấy rất là xúc động, là gọi điện thoại ngó mà vẫn còn phải đang coi là cái này là cái gì, thì chị vẫn phải đang bơi với một đống hàng rồi ghi lại, xong rồi suy nghĩ xem là sau đơn này mình phải đi cái đơn nào. Mà mình thấy rất là thương cho cái sự tỉ mỉ nè, cái sự trông chừng lẫn nhau nè, cái sự nhắc đường nè, gạt trống này, bạn ơi ăn cái này không, ăn cái kia không, rồi giao xong chưa này nọ. Và mình có cảm giác rằng là mỗi người trong xã hội này họ đều góp một cái phần cực kỳ quan trọng cho cái việc lưu thông huyết mạch của thành phố, nhưng mà không phải nghề nào cũng được hiểu, cũng được trân trọng, cũng được đối đãi tử tế. Thì là một nhân viên giao hàng, Quốc Thịnh mong muốn điều gì cho nghề của mình? Dạ em chỉ mong muốn là mình được người ta nhìn mình với cái góc nhìn khác thôi, chứ không phải là đơn giản là người ta bỏ tiền ra người ta đặt, thì nhiệm vụ mình sẽ chỉ là một cái người đi giao tới, rồi là được sự tôn trọng nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em muốn hỏi anh Thịnh một cái câu hỏi này. Ví dụ như khách hàng người ta đánh giá anh 5 sao thì công ty người ta sẽ như thế nào, còn 1 sao thì công ty sẽ như thế nào? Thường thì 5 sao thì tụi em cũng không có được hưởng lợi gì hết á. Chỉ là an toàn. Dạ đúng rồi, là được mình nhiều khi mình coi các bạn đánh giá mình thấy mình được 5 sao mình cũng vui. Nhưng cái mà đó, nếu mà 1 sao thì sẽ ảnh hưởng tới cái thu nhập của cái ngày tiếp theo của mình. Chẳng hạn như là mình sẽ bị hạn chế gửi đơn này kia. Nhiều trường hợp mình không có làm gì hết nhưng mà họ vẫn đánh giá mình 1 sao. Rồi, nhưng mà em thấy như vậy là không công bằng. Cái đó thì nói chung là phải có sự công bằng đi. 5 sao thì được thưởng, còn 1 sao thì được phạt. Cái đó mới là công bằng. Có những cái ngành nghề 5 sao nó được coi là tiêu chí tối thiểu. Ví dụ giáo viên. Giáo viên sẽ nhận cái phản hồi từ sinh viên sau mỗi một cái học kỳ được dạy. Và không vì một cái phản hồi tốt mà em sẽ được tăng lương, mà nó được coi là cái tiêu chuẩn tối thiểu mà khi anh làm giáo viên anh phải có. Thì đối với nghề của Thịnh, nó là một nghề dịch vụ. Dạ. Như vậy thì lúc này 5 sao nó được coi như là tiêu chuẩn tối thiểu, là anh làm dịch vụ thì anh phải như vậy.
Anh làm dịch vụ thì anh phải hòa đồng với khách, anh phải đối đãi tử tế với khách, anh phải trung thực với khách, anh phải phục vụ một cách kịp thời cho khách, và tất cả những gì mà anh làm tốt, nó được coi là tiêu chuẩn bình thường của cái nghề đó. Dạ, đúng. Và khi anh không bình thường thì anh bất thường, thì anh tệ, chứ không có cái chuyện mà trên cả bình thường. Để từ đó chúng ta thấy rằng là thực ra mỗi một cái ngành nghề nó đều có những cái quy định gắt gao về tiêu chuẩn phục vụ. Và thực sự nha, ở một cái góc nhìn về kinh tế á, nhân viên giao hàng nó được coi là một cái nghề rất là chuyên nghiệp. Bởi vì em phải có một cái nhìn cực kỳ logic. Đơn giản thôi là xếp cái sơ đồ đường đi làm sao để cho đừng tốn xăng, nó đã là một sự logic rồi. Đúng không ạ? Rồi xếp hàng hóa, xếp như thế nào để đồ dễ vỡ được bảo vệ, nó là cả một cái câu chuyện mà em phải tính toán về không gian vật lý. Chị vẫn hay nói với sinh viên của mình, chị vẫn nhớ đây là một cái ví dụ mà chị hay dạy cái bài thuyết đa trí tuệ. Tức là mỗi người sẽ có ưu thế trong một loại trí thông minh, và chúng ta có rất là nhiều loại trí thông minh. Thì chị luôn nhắc sinh viên chị rằng các bạn muốn làm nhân viên giao hàng và các bạn muốn làm tài xế công nghệ, các bạn phải rất giỏi về trí thông minh không gian. Không giỏi về trí thông minh không gian đi lạc đường. Chỉ có những bạn sinh viên là rất là tự giác nhận cô, em là em dùng cả thanh xuân để lạc đường, em đi con đường đó 10 lần em vẫn có thể bị lạc. Nhưng nghề của các bạn không được phép. Và phải rất nhạy cảm, nó nhạy cảm đến mức như vậy nè. Ví dụ đi từ điểm A đến điểm B, có thể đi một cái con đường bình thường, nhưng ngày hôm đó tự dưng nó kẹt xe ở giữa đường. Sẽ có một số bạn có siêu năng lực là như nè, tạt hẻm. Và đó là những con hẻm lần đầu tiên đi nha em. Nhưng trong đầu của các bạn bắt đầu nhảy số cái kiểu gì á, tôi theo không cảm biết tính. Đúng. Đi theo cảm tính. Nhưng cái cảm tính đó nó dẫn các bạn được đến đúng điểm B. Có nghĩa là nó đòi hỏi về cái sự ước lượng không gian, đó là một hẳn hòi là một loại trí thông minh. Và cái thứ hai là trí thông minh vận động. Trí thông minh vận động phải tốt thì mới làm được những cái thao tác trong cái nghề này. Cho nên chị nghĩ rằng là cái đòi hỏi nó khắt khe đó, chứ không phải đơn giản. Chị nghĩ rằng nghề nào nó cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn của nó. Dạ. Sau tất cả thì em đã rút ra được điều gì cho chính mình và cho những cái định kiến của riêng mình trước khi bước vào một giờ hoán đổi dành cho nhân viên giao hàng? Thì khi mà em tham gia thì em mới hiểu là đôi khi những cái anh nhân viên đó, ảnh đã bị trường hợp giống như mình là bị bơm hàng trước đó rồi. Là khách không nhận nó, đặt rồi không nhận nó, thì tới lượt mình thì bắt đầu cái bức xúc bắt đầu nó được bùng lên, là mình là người hứng chịu nè. Thì khi mà em tham gia đó thì những cái tình huống nó đưa đến cho em, làm cho em cảm thấy là mình rất là thông cảm. Mình cảm thông với cái nghề này. Và thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay và cả thử thách của chương trình, tôi nhận ra là mình đã được ngồi trò chuyện với những trí thông minh rất là đặc biệt. Trí thông minh về không gian, trí thông minh về ngôn ngữ và trí thông minh về sự kết nối để có thể nhanh chóng hòa nhập và ứng xử rất là nhanh trong những cái vai trò mà trước đây mình rất là không thích. Nhưng cuối cùng mình đã có thể thấu cảm cực kỳ nhanh nhẩu. Rất là mong quý vị sau khi lắng nghe câu chuyện của một giờ hoán đổi sẽ tử tế hơn, tinh tế hơn, và chúng ta sẽ có được những cái mối liên hệ thật là dễ thương, gần gũi giữa con người với con người, và có những dịch vụ thật là tốt, luôn luôn là 5 sao giữa cả đôi bên. Chương trình Một giờ hoán đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin khép lại. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng vali túi sách ba lô cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhờ ngày hôm nay á, mà mình tham gia cái một giờ hoán đổi này á, thì mình mới thấu hiểu được những anh nhân viên tại sao lại có những cái cảm xúc hay là những cái bức xúc đối với khách hàng. Vì có những cái tình tiết á, mà chúng ta không thể nào ngờ được. Ví dụ như giao lại tới nhà rồi, gọi điện thoại thì viện lý do là đi du lịch không có ở nhà. Với cái thứ hai nữa là hay có cái chuyện mà bị cháo đổi hàng. Bởi vậy á, những nhân viên giao hàng đã mất lòng tin ở khách hàng rất là nhiều. Nhờ như vậy á, thì ngày hôm nay mình mới được, mình thông cảm và mình mới hiểu được là tại sao những anh giao hàng lại có những cái khó chịu hay là những cái nóng tính như vậy. Rất là cảm ơn chương trình Một giờ hoán đổi để cho mình hiểu được những cái khó khăn và những cái cực nhọc của các anh giao hàng.